Tuấn ơi, Tuấn, Tuấn, cảm nhận với bên chơi. Mình rất hạnh diện. Anh ạ, à, nước lao là nhận lực tán cờ để ra đi vô chứ. Cho anh, ai kiến? Mình sang nước ngoài đây các bạn ạ. Mình gặp thấy sung sướng. Cả câu đến ngày vỡ đòi, tại đến ngày đến đất Lào. Đấy, đấy, mình cảm thấy nước Lào khổ ở Việt Nam, cho nên mình quyết định sang Việt Nam đấy. Mẹ con là biết Lào. Thế đi, thế đi. Con là biết Lào. Lần đầu tiên mình xa quê hương, mình thật là nhớ quê hương. Kia cái sạc. Cái sạc Lào, cái sạc đấy. Đi chứ, bắt biểu đi. Tao đi bò tới Việt Nam sang Lào rồi. Mấy người bên Lào rồi, xa như nè. Mà non cười không? Mẹ ơi, con nhớ mẹ. Tao đi tìm xe người ta. Mà ai dì sát là không bảo Phật giáo mà không tự kìa. Ở đây Việt Nam không kìa không? Tự luôn mà đặt trình lên. Ở đại đại luôn. Ở đi đại thầy đây. Đi đại ta mới là đại thầy. Mình muốn nảy ngày đấy không? Đi đại thầy đây. Chó bét mày về sang đây gì nhỉ? Sang sáng là về à? Măng cò cột cờ rồi, đã mày cò cột cờ chứ. Nước lá cũng trồng được tá mà. Bé đang đại đây từng nêm lắm mày. Đây là bé gọi là lúc có băng. Đã từng nêm nó tụt bóc. Đó, đại ở lao nào. Đó, đại ở lao rồi. Huh?